Thưa quý vị, những năm qua, mỗi cán bộ, giáo viên của trường chuyên biệt Tương lai Đà Nẵng đều nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Từ đó, các thầy cô giáo kiên nhẫn hơn, tận tụy hơn để hoàn thành nhiệm vụ giúp trẻ khuyết tật hòa nhập với cộng đồng. Đến với lớp học toán của cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu, trường chuyên biệt Tương lai, hẳn ai cũng cảm động trước hình ảnh người giáo viên lặp đi lặp lại từng cử chỉ, từng lời giảng chậm rãi, cụ thể, kiên trì hướng dẫn các em học sinh khiếm thính đọc từng con số. Gắn bó với công tác giảng dạy học sinh khuyết tật đến nay đã 15 năm, cô Thu nói chuyện chủ yếu bằng ngôn ngữ ký hiệu với trẻ em. Không chỉ tay nói mà miệng, mắt nói, ngôn ngữ hình thể của cô trong một lớp dạy học sinh khiếm thính luôn được sử dụng tối đa. Thái độ niềm nở, ân cần cũng luôn được thể hiện ra ngoài để trẻ cảm nhận được. Từng năm tôi đã tiếp xúc với học trò khiếm thính và các em không nghe được, không nói được. Đó là cái khó khăn của các em. Nhưng bên cạnh đó là được sự tin tưởng của phụ huynh. Và từng ngày đã nhìn các em trưởng thành và các em đã tiếp thu được những cái kiến thức mà tập thể giáo viên chúng tôi đã truyền đạt. Và có những lớp học sinh là đã có công ăn việc làm và các em cũng đã có gia đình sống rất là hạnh phúc. Thì đó là cũng là một cái nguồn động lực lớn để cho tôi càng ngày càng phải cố gắng. Đối với thầy Lê Quang Hải dạy môn âm nhạc, vì ở lớp có những em thiểu năng trí tuệ nên bắt các em theo ý của mình là rất khó. Do vậy, chính thầy phải thay đổi để thích nghi với tính cách của các em học sinh. Vì vậy, thầy Hải luôn sáng tạo những cách làm mới phù hợp với sở thích của từng em. Mong các em có nhiều niềm vui và tiếp thu kiến thức của thầy để chuẩn bị hành trang vào đời. Từ khi mà vào trường thì cũng được 10 năm rồi và có nhiều cái cảm xúc. Nhưng mà lần đầu tiên thì vào dạy thì cảm thấy mình sợ. Thứ hai nữa cũng có cái nhiều cái bỡ ngỡ. Nhưng mà sau khi mà dạy các em càng ngày thì cảm thấy thì yêu các em, thương các em nhiều hơn. Và cũng gắn bó với nghề là một cách là nhiều hơn. Công việc này khiến nhiều người ái ngại, bởi dạy trẻ em đã khó, dạy trẻ em khuyết tật lại khó gấp bội. Mỗi em là một hoàn cảnh, mỗi câu chuyện khác nhau. Nhưng với thầy Hải, cô Thu cũng như những giáo viên dạy trẻ khuyết tật thì đó là niềm vui, là một phần trong cuộc sống. Các thầy cô vẫn luôn nỗ lực từng ngày đưa những em nhỏ khuyết tật hòa mình với cộng đồng, trở thành những người có ích với xã hội.